Nữ phiên dịch viên nhận lệnh đến giải cứu trong tình huống nguy cấp, không ngờ khi gặp gỡ người sáng lập công ty bên A, cô phát hiện ra đối phương lại là bạn trai cũ. Lần đầu gặp mặt, xin được nhiều giúp đỡ. Giám đốc Lâm, cô rất giống một người bạn cũ của tôi. Người phụ nữ im lặng, cảm thấy bối rối và rút lui, nhưng lúc này lại bất ngờ nấc lên. Ngay cả ông chủ cũng thấy lạ, cô ấy đã lâu không bị tình trạng này, hôm nay sao lại xuất hiện trở lại. Bạn trai cũ của cô rót cho cô một cốc nước, nói rằng có một phương pháp dân gian, uống nước và cúi chào có thể giảm nhẹ hiệu quả. Người phụ nữ biết anh ta đang lợi dụng cơ hội để trả thù mình nên đã từ chối ngay tại chỗ. Nhưng lúc này chỉ còn 2 phút nữa là đến buổi ra mắt sản phẩm mới của bên A, những đồng nghiệp không biết chuyện đều khuyên cô thử xem. Đành lòng, người phụ nữ quay mặt về phía khác và kết quả là thật sự hiệu quả. Cô ấy có vấn đề cũ là cứ hồi hộp là nấc cụt, đã lâu không xảy ra. Nhưng lần này là do anh ta cố ý. Bước đi của ngành điện ảnh muốn khiến tôi xấu hổ trước đám đông. Trong ngành điện ảnh, Người phụ nữ tên là Lâm Tây là chuyên viên phiên dịch chính của công ty phiên dịch hàng đầu ngữ dịch Hoa Thanh, đồng thời cũng là nữ hoàng hiệu suất trong công ty. Người đàn ông là Tiêu Nhất Thành đã sáng lập công ty phiên dịch bằng trí tuệ nhân tạo ngữ dịch thiên hạ. Hôm nay sẽ ra mắt sản phẩm phiên dịch đột phá đầu tiên. Ban đầu người phiên dịch đồng thời hôm nay không phải là Lâm Tây, nhưng khi hội nghị sắp được tổ chức, người phiên dịch được sắp đặt lại phải nhập viện vì bệnh gấp. Chủ tịch công ty Hoa Thanh đã giới thiệu Lâm Tây cho Tiêu Nhất Thành. Với tư cách là giám đốc bộ phận khách hàng lớn kiêm chuyên viên phiên dịch chính của công ty, ông tin rằng Lâm Tây có thể hiệu quả cứu nguy, hoàn thành xuất sắc yêu cầu của bên A, nhưng phó tổng của ngữ dịch Thiên Hạ lại rất nghi ngờ về điều này. Họ đã chuẩn bị cho buổi ra mắt này trong 2 tháng và sẽ sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn tại hội nghị, không có bất kỳ giao tiếp trước nào, liệu Lâm Tây có thể phiên dịch hoàn hảo ngay lập tức hay không? Nhưng ai ngờ Tiêu Nhất Thành lại đồng ý, phó tổng Đông Hân rất bất mãn và yêu cầu ông đưa ra lý do. Anh muốn biết, sau 8 năm Liệu có người nào hối tiếc không? Đông Hân mạn phép hỏi một câu, tại sao anh và cô ấy chia tay? Tiêu Nhất Thành cho rằng thật là xâm phạm quyền riêng tư. Vì thế, Lâm Tây, người đang làm phiên dịch cho khách hàng tại một buổi tiệc kinh doanh, nhận được cuộc gọi từ ông chủ và vội vàng hoàn thành công việc ở đây để đi giải cứu. Nhưng không ngờ lại tái ngộ bạn trai cũ. Tiêu Nhất Thành còn cố tình sử dụng văn cổ trong buổi công bố, mọi người trong ngành đều biết đó là cơn ác mộng của những người làm phiên dịch đã từng có trường hợp phiên dịch viên đồng thời gây ra sự cố phiên dịch vì điều này lâm tây cũng rất căng thẳng nhưng chỉ trong vài giây đã nghĩ ra cách trước tiên chuyển ngữ văn cổ sang ngôn ngữ hiện đại sau đó mới dịch nhờ vậy cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phiên dịch tại buổi ra mắt này sau đó trưởng phòng trương mời mọi người đi ăn cơm chỉ khi đến nơi mới nói rằng ông cũng đã mời tiêu tổng và đông tổng lâm tây không muốn đi cũng không được trong lúc trưởng phòng trương và tiêu nhất thành đang trò chuyện lâm tây đứng xa xa giả vờ nhìn vào điện thoại đang tắt màn hình không ngờ em họ bước vào và hỏi điện thoại hết pin rồi sao còn nhìn cái gì lâm tây lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ bất ngờ lại bắt đầu nấc lên không thể khâu chạy vào nhà vệ sinh sử dụng phương pháp của tiêu nhất thành để giảm bớt triệu chứng khi ra ngoài cô vô tình gặp đông hân ai ngờ chỉ nói được vài câu đông hân vừa đồng ý rút ngắn thời hạn thanh toán tiêu nhất thành lại xuất hiện chúc mừng cô ấy đã biến giấc mơ trở thành hiện thực tại hoa thanh nhưng cũng nói cô đừng mơ tưởng rút ngắn thời hạn thanh toán hai người cũ gặp lại nhau như những tính cách cũ không thay đổi chút nào thật khó ưa tiếp theo họ bắt đầu vào bữa tiệc trong bữa tiêu tổng và lâm tây luôn đối đầu với nhau khi đang ăn họ bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại tiêu tổng nhắc đến con trai mình và lâm tây thật sự bất ngờ vì điều đó cô nghĩ rằng bạn trai cũ đã lập gia đình và tiêu tổng với lý do con cái đã xin phép về trước lâm tây tức giận mắng mỏ bạn trai cũ không ngờ lời nói của mình lại bị đối phương nghe thấy tôi vừa nghe thấy ai nói tôi lười ngốc tham ăn ngây thơ vậy Nói tôi đấy à, Lâm Tây phủ nhận là đúng, nhìn Tư tổng bây giờ, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Một người giấu chuyện buồn nhưng không muốn giải thích, một người đã qua 8 năm vẫn đầy oán trách. 8 năm trước, Lâm Tây vì công việc làm thêm mà gặp gỡ Tiêu Nhất Thành. Lúc đó, anh ta đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và sau những nỗ lực theo đuổi, họ nhanh chóng đến với nhau. Không ngờ, chỉ sau 3 năm, Lâm Tây lại chia tay Tiêu Nhất Thành với lý do buồn cười là anh ta không có ý chí phấn đấu. 3 năm tình cảm, không bằng một tấm bằng một lý do chia tay thật là vô lý. Do đó, Tiêu Nhất Thành lần này trở về nước để khởi nghiệp là để trả thù bạn gái cũ, để cô ấy biết rằng cô đã sai lầm thế nào khi chia tay anh. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, công ty đối thủ đã phát hành sản phẩm mới về phiên dịch thông minh, khiến dư luận nghi ngờ về máy dịch của ngữ dịch thiên hạ. Họ giữ kín phiên bản mới, không công bố, chỉ đợi chúng ta tổ chức hội nghị trước. Tốc độ dịch của chúng ta là 0.9 giây, họ lại đưa ra khái niệm 0.5 giây. Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng Tê Long An dẫn đầu trong lĩnh vực phiên dịch thông minh. Thậm chí những khách hàng đã đạt được hợp tác cũng bày tỏ sự không hài lòng về điều này, có ý định hủy bỏ hợp tác. Bởi vì ngữ dịch thiên hạ từng cam kết với họ rằng họ là số một trong lĩnh vực phiên dịch thông minh. Nhưng không ngờ Tiêu Nhất Thành lại yêu cầu một chiếc máy tính bảng một cách bình tĩnh. Mở ra một phần mềm, chứng minh rằng họ có thể đạt tốc độ dịch 0.3 giây. Khách hàng lập tức từ giận chuyển vui, nhất là khi nghe Tiêu Nhất Thành nói, muốn đánh giá kỹ thuật phiên bản 2.0 đạt 99 điểm. Khách hàng càng mong đợi phiên bản mới của họ. Nhưng Đông Hân lại đặt câu hỏi về điều này, theo cô, mọi việc không thể nhanh chóng hoàn thành, từ góc độ kinh doanh, việc lần lượt cải tiến chậm rãi mới là lựa chọn tốt nhất cho sự tồn tại của công ty. Phiên bản 3.0 hoàn thiện kỹ thuật, phiên bản 4.0, nói một cách đơn giản, bạn muốn mỗi phiên bản đều có thể kiếm lợi. Đừng quên ban đầu, chúng ta tại sao lại cùng nhau khởi nghiệp. Sau khi Tiêu Nhất Thành nói xong, anh đã rời công ty đi đến đài truyền hình để tham gia cuộc phỏng vấn đặc biệt người dẫn chương trình đặt câu hỏi về việc phiên dịch thông minh sẽ thay thế người phiên dịch và ngay tại chỗ họ đã kết nối trực tiếp với phiên dịch viên lâm tây tại buổi họp báo để họ có một cuộc đấu từ xa hỏi lâm tây có ý kiến gì không lâm tây không dám đồng ý lâm tây đưa ra ba ngọn núi lớn mà phiên dịch thông minh không thể vượt qua thứ nhất là một từ nhiều nghĩa thứ hai là cấu trúc phức tạp của câu nhưng tất cả những điều này đều bị tiêu nhất thành phản bác bằng khả năng học máy của máy tính và ngọn núi khó vượt qua nhất mà cô đưa ra là máy móc không có nhiệt độ ngôn ngữ của con người tiêu nhất thành sau đó đã sử dụng cố diễn giả lồng tiếng strider để phản bác lại họ đã nhận yêu cầu của đạo diễn phim tài liệu thông qua việc thu thập lớn số liệu âm thanh của strider khi còn sống và thông qua trí tuệ ai để tái tạo giọng nói của ông cuối cùng đã thành công trong việc lồng tiếng cho bộ phim tài liệu đó mãi mãi ở bên cạnh gia đình và khán giả của ông lâm tây không thể cãi lại và cô hy vọng có thể thấy được điều đó trong đời mình người phụ nữ vừa hoàn thành công việc phiên dịch thay đồng nghiệp tại một buổi họp báo không ngờ ngay sau đó lại bị công ty bên a khiếu nại tiêu nhất thành kiên trì không buông vấn đề về sự vắng mặt tạm thời của phiên dịch viên là cấp trên trực tiếp của người phiên dịch đó lâm tây chỉ có thể nói rằng mình sẽ đến ngữ dịch thiên hạ để giải quyết khiếu nại từ phía bên a nhưng khi cô đến ngữ dịch thiên hạ lại phát hiện ra tiêu nhất thành đang họp dù đối phương đã dành thời gian gặp cô nhưng cả lời nói lẫn thái độ đều lạnh lùng vô cùng vì cần giúp đỡ từ người khác lâm tây đành phải kiên nhẫn nói rằng cô có thể chờ đợi sau đó lấy ra máy tính sách tay và làm việc tại chỗ một lúc sau tiêu nhất thành vẫn tiếp tục họp nhìn thấy lâm tây đứng trước máy bán hàng tự động có vẻ như muốn mua nước uống nhớ lại rằng đối phương bị bệnh dạ dày tiêu nhất thành sau đó đã yêu cầu nhân viên của mình mang một cốc nước sôi cho lâm tây kết quả trong lúc trò chuyện nhân viên đó phát hiện ra lâm tây cũng giống như mình tin rằng máy móc không thể có ý thức giống con người vì thế anh ta muốn kéo lâm tây giúp đỡ hy vọng có thể thuyết phục sếp không nên ảo tưởng không ngờ vừa mới trở lại đã bị chỉ trích thảm hại nhân viên đó cảm thấy vô cùng bất lực chỉ đành phải thay đổi lời nói và nói ra quan điểm của lâm tây đồng thời hỏi cô rằng làm thế nào để đạt được tầng cao nhất của phiên dịch lâm tây cho rằng cần có một cảm giác tinh tế giống như trước khi bán một sản phẩm nhân viên bán hàng giỏi thường sẽ dựa vào cảm giác để đánh giá xem đối tượng có đáng để mình bỏ thời gian hay không và như mọi người đều biết máy móc không có cảm giác nó cần dữ liệu cụ thể để hỗ trợ nhưng ví dụ mà lâm tây đưa ra lại khiến tiêu nhất thành có cảm giác như sáng tỏ bừng lên tôi hiểu rồi tính cách phiên dịch nó có thể mô phỏng tốc độ nói giọng điệu tình cảm của chủ nhân từ đó tạo ra một phong cách đặc trưng cho người dùng nếu chủ nhân là một người lạnh lùng và quả quyết thì nội dung dịch ra phải là sắc xảo và gọn gàng nếu chủ nhân là một người văn chương hay buồn bã thì nội dung dịch ra sẽ có vẻ đẹp của văn học đau thương nhân viên tìm người đối đầu với tiêu tổng nhưng vô tình lại giúp tiêu tổng giải quyết vấn đề khó khăn hai người cảm thông nhìn nhau một lúc lâu cuối cùng ngượng ngùng quay mắt đi sau đó tiêu nhất thành mời lâm tây đi ăn đến quán ăn mà họ thường xuyên ghé trước kia tám năm trôi qua bức ảnh chụp chung của họ vẫn còn trên bức tường ảnh nhưng tiêu nhất thành vẫn đầy oán trách không những không đồng ý rút lại khiếu nại mà còn cố tình tìm cách gây khó dễ lâm tây hy vọng tư tổng có thể thông cảm cho những khó khăn của phiên dịch viên dù lâm tây nói gì đối phương cũng không chịu mềm lòng vì thế lâm tây cũng không cố gắng nữa thể hiện rằng chuyện năm xưa cô cũng thỉnh thoảng cảm thấy mình đã làm sai nhưng bây giờ nhìn lại quyết định đó lại vô cùng đúng đắn sau đó cô đứng dậy xin lỗi về việc nhân viên của mình tạm thời vắng mặt trong buổi họp báo và khi rời đi còn lấy bức ảnh chụp chung bỏ vào thùng rác tiêu nhất thành nhìn thấy cảm thấy sững sờ trong lòng bỗng trở nên trống rỗng và không dễ chịu dù lâm tây có vẻ điềm tĩnh nhưng đôi gót giày bị gãy bất ngờ đã khiến cảm xúc của cô không thể kiềm chế trong đầu hồi tưởng lại lý do chia tay ngày xưa lúc đó Lâm Tây mới nhận được thông báo từ phiên dịch Hoa Thanh, đang trong lúc vui mừng. Tiêu Nhất Thành cũng nhận được thông báo nhập học từ một trường đại học nước ngoài và anh ta đã tận dụng dịp này để cầu hôn Lâm Tây, mong cô cùng đi nước ngoài với mình. Nhưng khi Lâm Tây sắp từ bỏ cơ hội làm việc tại Hoa Thanh, ông ngoại của cô đã quyết liệt ngăn cản, thậm chí còn đưa ra ví dụ về mẹ cô. Vậy cô cũng giống mẹ mình, vì một mối quan hệ mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Tiêu Nhất Thành sẵn lòng từ bỏ cơ hội đi nước ngoài vì cô, anh sẽ ở bất cứ nơi nào có Lâm Tây nhưng lâm tây đã từng thấy mẹ mình vì tình yêu mà bỏ nghề sau khi lấy bố cô đã nhiều lần vào đêm khuya lật xem cuốn sổ tay phiên dịch của mình vì vậy cô không muốn bất kỳ ai trong số họ phải hối tiếc sau này nên đã tìm một lý do chia tay buồn cười cô ấy không thể nói thẳng với tiêu nhất thành vì lý do này dù sao bây giờ anh ấy cũng đã kết hôn rồi có cả hôn nhân và sự nghiệp như vậy cô cũng thấy an lòng ngày hôm sau trước khi mục đích của tiêu nhất thành được thực hiện chính anh đã gặp phải rắc rối lớn Sản phẩm phiên dịch đầu tiên mà công ty Anh phát hành đã bị vlogger phát hiện có nhiều lỗi ngữ dịch, chẳng hạn như dịch cụm từ cổ. Đánh trận phải dựa vào dũng khí, máy phiên dịch, dịch thành, sự chiến đấu của người chồng dũng khí và dịch trứng gà sạch thành trứng gà màu xanh. Sự thật chứng minh rằng máy dịch của ngữ dịch thiên hạ chỉ là rác rưởi. Tiêu Nhất Thành vừa mới nói muốn lật đổ ngành phiên dịch, giờ đây ngay cả logic cơ bản của sản phẩm cũng bị nghi ngờ. Nhưng thực tế, loại vấn đề này trong sản phẩm phiên dịch, vấn đề này là phổ biến hiện tại không có máy dịch nào trên thị trường có thể hoàn hảo một cách độc lập và trình diệu người đã phát hành video cũng sớm được tiêu nhất thành mời đến công ty và đã đưa ra lời mời hợp tác anh nói rằng đối phương là một chuyên gia phát hiện vấn đề hoàn toàn có khả năng đảm nhận vị trí kỹ sư tài nguyên tại ngữ dịch thiên hạ điều quan trọng là mức lương sẽ do trình diệu tự quyết định trình diệu nói rằng anh sẽ đồng ý chỉ cần tiêu nhất thành đưa ra một tuyên bố rằng máy dịch không bao giờ có thể thay thế phiên dịch con người anh ấy sẽ chấp nhận lời mời của tiêu nhất thành tuy nhiên Tiêu Nhất Thành tự nhiên không muốn làm việc phản tác dụng như vậy và cuộc đàm phán giữa hai người cũng kết thúc không thành. Mặt khác, trưởng phòng trương của Hoa Thanh yêu cầu Lâm Tây phải chắc chắn giành được dự án niêm yết của ngữ dịch thiên hạ. Vì hội đồng quản trị rất không hài lòng với phát ngôn, phiên dịch thông minh sẽ chắc chắn thay thế phiên dịch con người. Chỉ cần có thể giành được hợp đồng IPO của ngữ dịch thiên hạ, đó sẽ là cách tốt nhất để đánh vào mặt Tiêu Nhất Thành. Nhưng Lâm Tây lại không muốn gặp người bạn trai cũ. Kết quả là khi Vương Thiên cùng Tần Sa Sa đến ngữ dịch thiên hạ, Chờ đợi nửa giờ nhưng người tiếp xúc đã định, Đông Hân lại không xuất hiện. Cuối cùng chỉ có quản lý dự án Mã Tiểu Lục đến gặp gỡ và do cấp bậc không đủ nên hợp tác không được thực hiện. Dù sao ngữ dịch thiên hạ cũng cần Lâm Tây đến tiếp xúc trực tiếp. Tiêu Nhất Thành lại làm mình làm mẩy hết chuyện này đến chuyện khác. Dù chúng ta là bên B bê nhưng chúng ta cũng có lòng tự trọng của mình, Lâm Tây không rảnh để chơi với anh ta. Lâm Tây như vậy trở thành người quản lý không can thiệp và chạy đến tìm Trình Diệu. Lâm Tây thẳng thắn nói rằng video mà đối phương làm ra là cắt xén và bóp méo và khẳng định rằng việc phiên dịch thông minh thay thế phiên dịch nhân công chỉ là vấn đề thời gian. Trình Diệu còn tưởng rằng cô là người đại diện cho ngữ dịch thiên hạ, không ngờ Lâm Tây lại đưa ra lời mời hợp tác cho anh và nói rằng sẽ cho anh tự do lớn nhất trong công việc. Vì thế, Trình Diệu cũng đặt ra điều kiện khó khăn cho cô, yêu cầu cô phải đứng trên tấm ván trượt và trượt đi 50 mét mới đồng ý nhận việc. Kết quả, Lâm Tây dễ dàng hoàn thành yêu cầu của đối phương. Hóa ra trước đây cô từng phụ trách công việc phiên dịch cho một sự kiện trượt ván để biểu đạt tốt hơn các thuật ngữ chuyên ngành nên đã học một chút. Đây chính là điều mà phiên dịch thông minh không thể làm được. Trình Diệu chấp nhận thua cuộc, nhìn theo bóng lưng Lâm Tây rời đi với vẻ mặt mơ màng. Và lúc này, Lâm Tây nhận được cuộc gọi từ Vương Thiên, yêu cầu cô đến quán ăn để thảo luận về vấn đề dự án của ngữ dịch thiên hạ và bày tỏ rằng mình cũng đã hẹn với người phụ trách của ngữ dịch thiên hạ, không ngờ người đó lại là Tiêu Nhất Thành. Kết quả là khi anh ta đến nơi và thấy Lâm Tây cũng ở đó, anh ta quay người muốn rời đi, nhưng Vương Thiên đã mạnh mẽ kéo anh ta trở lại. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thành lại quay lưng, dường như rất khinh thường Lâm Tây. Vương Thiên không quan tâm đến mối thâm thù giữa họ, chỉ muốn nói về công việc. Anh ta thẳng thắn nói rằng Hoa Thanh rất thành ý trong việc thầu dự án của Ngữ Dịch Thiên Hạ. Lâm Tây cũng nói rằng Hoa Thanh là công ty phiên dịch tốt nhất trong ngành. Nhưng Tiêu Nhất Thành lại nghi ngờ về điều này, cho rằng việc phiên dịch viên vắng mặt tại hiện trường là sự thiếu sót về nghề nghiệp của nhân viên anh ta đã khiếu nại về điều này và đối phương đã cố gắng tìm cách ổn định tình hình ban quản lý từ đầu đến cuối không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề muốn giành được hợp đồng của ngữ dịch thiên hạ nhưng lại để quản lý dự án ra mặt tiêu nhất thành phê phán việc chỉ cử quản lý dự án của hoa thanh đến tiếp xúc với ngữ dịch thiên hạ là thiếu chuẩn mực kinh doanh nhưng điều khiến anh ta lo lắng nhất là lâm tây dường như cho rằng mọi hành động của anh hiện tại đều là do oán hận và ý định trả thù cho những gì đã xảy ra trong quá khứ Tôi đã mất 8 năm để chứng minh rằng phán đoán của cô về tôi ngày đó là sai lầm, nhưng cô lại dùng 8 năm để trở thành một người nhỏ nhen, thiển cận. Lâm Tây không còn lời nào để nói trước sự châm chọc của Tiêu Nhất Thành, cho đến khi anh chuẩn bị rời đi, cô mới cầm chai bia và chân thành xin lỗi anh. Tiêu Nhất Thành, biết rõ Lâm Tây bị bệnh dạ dày, vẫn nhìn cô uống bia. Cuối cùng, họ vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến tối muộn. Vương Thiên đưa anh về căn hộ khách sạn và Lâm Tây cũng nhờ đó mà thấy được vợ con của anh lâm tây dặn lòng không quan tâm chuyện này làm gì bây giờ gặp lại anh ấy chỉ là vì công việc mà thôi dù vậy khi trở về nhà cô vẫn không thể không nhớ lại những kỷ niệm tình yêu thời học sinh và cảm thấy buồn bã nhưng cô không biết rằng tiêu nhất thành cũng yêu thương người bạn gái cũ của mình thực tế anh không hề kết hôn và đứa bé cũng không phải là con ruột của anh đối tác kinh doanh của anh đông hân đã hỏi anh liệu anh có còn tình cảm với lâm tây không nếu không đông hân sẽ khuyến khích mã tiểu lục theo đuổi lâm tây Tiêu Nhất Thành miệng nói anh sẽ rất vui mừng nếu điều đó xảy ra, nhưng không ngờ ngay sau đó Mã Tiểu Lục lại gặp phải rắc rối lớn. Tiêu tổng gọi điện bảo anh ngày mai lên đường đi Sơn Đông để nghiên cứu tiếng địa phương. Cuối cùng Đông Hân cũng thử được lòng thật của Tiêu Nhất Thành. Đông Hân nhanh chóng đến tìm Tiêu tổng nói rằng Mã Tiểu Lục không thể đi, anh ta mới có bạn gái, vừa yêu đã phải yêu xa, không đẹp đẽ chút nào. Cô tuyên bố tối qua đã nói dối anh. Tiêu Nhất Thành tự nhiên cảm thấy bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó một cuộc khủng hoảng thực sự xuất hiện khiến anh không còn tâm trí nghĩ về chuyện tình cảm. Cổ đông lớn của công ty chuẩn bị rút vốn. Tiêu Nhất Thành biết nếu tin tức này bị các cổ đông khác biết, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Vì vậy, anh đã nhanh trí yêu cầu Đông Hân in ra một bản thỏa thuận rút cổ phần, trong trường hợp không thể thuyết phục được cổ đông lớn, anh chỉ có thể yêu cầu họ giữ bí mật về việc rút cổ phần. Tuy nhiên, sau khi cổ đông lớn rút vốn, dòng tiền còn lại của công ty chỉ đủ để duy trì trong 2 tháng họ phải tìm kiếm nhà đầu tư mới trong thời gian này không nghĩ ra cách nào tiêu nhất thành đi lang thang trên phố đông người nhìn quảng cáo của công ty đặt không xa lòng anh không biết đang nghĩ gì và lâm tây cũng nghe được tin đồn về việc rút vốn từ miệng vương thiên dù hiện đã có tin đồn rằng cổ đông lớn và tiêu nhất thành đã bắt tay hòa giải nhưng vương thiên cho rằng đó chỉ là che đậy thực tế anh ấy hỏi lâm tây có muốn đi an ủi tiêu nhất thành không lâm tây ngay lập tức từ chối vì cô biết tiêu nhất thành là người kiêu ngạo đến an ủi anh ấy vào lúc này chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng cô vẫn nghĩ ra cách đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội để an ủi tiêu nhất thành cô đợi mãi cho đến khi thấy thông báo tiêu nhất thành đã thích bài viết của mình trái tim lâm tây mới thực sự nhẹ nhõm mối quan hệ này vừa hỗ trợ lẫn nhau lại vừa ngáng chân nhau dường như khá hấp dẫn để công ty không rơi vào tình trạng hoang mang tiêu nhất thành cố tình làm việc và chuẩn bị tổ chức hoạt động xây dựng tinh thần đội nhóm như bình thường nhưng âm thầm thế chấp bất động sản để vay tiền từ ngân hàng phục vụ khẩn cấp sau đó, anh tham gia một cuộc tụ họp nhỏ giữa các bạn học, nơi Vương Thiên biết được rằng anh vẫn còn độc thân. Anh ấy thực sự chưa kết hôn, hôm đó gặp đứa bé, đó là con nuôi của anh. Nhưng Lâm Tây đã hiểu lầm, chưa nói xong thì có thông báo Lâm Tây đã say. Ngay sau khi nghe tin bạn gái cũ say rượu, người đàn ông vội vã đến tìm cô. Nhưng không ngờ lại thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đỡ Lâm Tây, khiến sắc mặt Tiêu Nhất Thành tức thì trở nên u ám. Lúc đó, một người phụ nữ khác bước ra, Lâm Tây giới thiệu Tiêu Nhất Thành đây là anh rể tôi gọi anh ấy là anh rể đi khi chị gái hỏi người yêu à lâm tây trả lời không chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi sự thay đổi tình thế khiến tiêu nhất thành cảm thấy vô cùng ngượng ngùng may mắn là lúc này canh giải rượu mà anh gọi đã được nhân viên giao hàng mang tới chị gái của lâm tây ngay lập tức hiểu ra rằng họ đang có mâu thuẫn còn khuyên họ rằng cãi vã là bình thường đừng vì thế mà chia tay lâm tây cũng giới thiệu dự án của tiêu nhất thành cho anh rể người đứng đầu tại đầu tư kính cách người sở hữu lượng vốn đủ để giải quyết vấn đề của công ty Tiêu Nhất Thành. Vì vậy, anh rể yêu cầu Tiêu Nhất Thành gửi cho mình một bản tài liệu, sau đó cùng chị gái rời đi. Tần Sa Sa, em họ của Lâm Tây, cũng định đưa Lâm Tây về nhà. Không ngờ Tiêu Nhất Thành lại không chịu buông tay. Vương Thiên thấy vậy liền ngăn cản Tần Sa Sa, đó là bạn trai cũ của cô ấy. Tần Sa Sa mới yên tâm để mặc. Trong khi đó, Lâm Tây ngồi trong xe của Tiêu Nhất Thành, bỗng nhiên thấy có một quầy bán kẹo hồ lô bên đường và lập tức yêu cầu dừng xe hai người muốn mua kẹo hồ lô, phủ hai lớp đường. Dù đã chia tay nhiều năm, nhưng họ vẫn hiểu ý nhau. Tiêu Nhất Thành ăn miếng đầu tiên và Lâm Tây cũng không ngại dùng miếng kẹo còn lại, trông thật ngọt ngào. Tuy nhiên, khi Tiêu Nhất Thành đưa Lâm Tây về đến tận nhà, cô tỉnh dậy nhưng lại quên mất những gì đã xảy ra trước đó. Vì vậy, Tiêu Nhất Thành hỏi cô có phải thường xuyên say rượu trong môi trường lạ và tự đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Tây nói với anh rằng ông Tôn và bà Tôn là người thân của cô, họ sẽ chăm sóc cô an toàn. Hóa ra cách gọi chị em chỉ là cách gọi thân mật do họ quan hệ tốt, điều này khiến Tiêu Nhất Thành cảm thấy không thoải mái. Thậm chí Tiêu Nhất Thành không muốn chấp nhận sự giới thiệu đầu tư từ ông Tôn do Lâm Tây đề xuất. Nhưng khi Lâm Tây nói rằng tổ chức đầu tư tốt nhất, công ty AI tốt nhất, đội ngũ phiên dịch tốt nhất nên hợp tác với nhau, Tiêu Nhất Thành lập tức hứng thú. Lâm Tây nghĩ rằng ngữ dịch thiên hạ là công ty trí tuệ nhân tạo tốt nhất, Tiêu Nhất Thành cho rằng một công ty làm về phiên dịch truyền thống như cô, làm sao có quyền phát biểu. Nhưng Lâm Tây có quyền phát biểu về anh Nghe lời khen của bạn gái cũ, Tiêu Nhất Thành cảm thấy vô cùng vui vẻ và không còn phản đối việc ông Tôn đầu tư nữa. Nhưng đối tác của anh, Đông Hân, khuyên anh nên cân nhắc, vì ông Tôn của đầu tư kính cách nổi tiếng với việc thấy thỏ mới thả chim ưng và việc ông ấy đầu tư có thể sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Tiêu Nhất Thành không quan tâm, anh sợ nhất là loại nhà đầu tư không muốn gì cả. Nhưng không ngờ, khi họ gặp ông Tôn, câu hỏi đầu tiên ông ấy đặt ra là về mối quan hệ giữa anh và Lâm Tây. Bạn bè bình thường có cách giúp đỡ của bạn bè bình thường. Bạn thân, có cách giúp đỡ của bạn thân. Bạn trai, có cách giúp đỡ của bạn trai. Tiêu Nhất Thành thẳng thừng nói rằng không cần bất kỳ loại giúp đỡ nào cả. Tiêu Nhất Thành chỉ muốn dựa vào năng lực thực sự để có được sự đầu tư từ phía ông Tôn. Tuy nhiên, điều kiện của ông Tôn lại là có quyền phủ quyết trong hội đồng quản trị và chỉ cho họ 3 ngày để suy nghĩ. Nhưng yêu cầu của ông Tôn quá lớn, Tiêu Nhất Thành hoàn toàn không thể chấp nhận. Đông Hân biết rằng công ty không thể tiếp tục duy trì, và cũng không muốn Tiêu Nhất Thành phải thế chấp nhà để vay tiền từ ngân hàng, nên đã tranh cãi với anh. Cô còn nói nếu Tiêu Nhất Thành kiên trì ý kiến của mình, cô sẽ khởi xướng quy trình bỏ phiếu trong hội đồng quản trị. May mắn là lúc này Tiêu Nhất Thành đã thấy ánh sáng cuối đường hầm khi một người bạn gửi cho anh một đường link. Đông Hân, hãy xem cái này đi. Bạn còn nhớ không, vào giai đoạn đầu thử nghiệm sản phẩm, chúng ta đã tặng một trăm máy dịch cho địa phương. Với sự giúp đỡ của máy dịch Trình độ tiếng Anh của học sinh địa phương đã cải thiện đáng kể và thậm chí giải quyết được vấn đề khó nhất trong việc học tiếng Anh. Lượng xem của video này đã vượt qua 3 triệu. Đông Hân sẽ liên hệ với truyền thông ngay bây giờ, tăng cường sức nóng, ổn định việc phơi bày, cố gắng đưa ngữ dịch thiên hạ trở thành lương tâm ngành phiên dịch. Lâm Tây đi gặp khách hàng để thảo luận hợp tác, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy gia đình của người yêu cũ. Trường học tổ chức sự kiện dành cho phụ huynh và học sinh, vợ của người yêu cũ có việc phải rời đi nên đã nhờ cô thay thế mình. Nếu ai hỏi cứ nói là gì của bé và quyết định vui vẻ như vậy. Tiêu Nhất Thành, tôi đã lái xe của anh đi rồi. Lâm giám đốc, khi sự kiện kết thúc, phiền cô đưa họ về nhé. Cảm ơn cô. Lâm Tây bất đắc dĩ phải làm việc này, còn người yêu cũ của cô yêu cầu cô mặc một chiếc áo in chữ mẹ. Lâm Tây cho rằng không hợp lý để mặc nó, nhưng được biết mọi người đều mặc rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Tây giống như một dấu hỏi lớn. Và tất cả những điều này chính là điều Đông Hân muốn, cô biết Tiêu Nhất Thành vẫn còn yêu người yêu cũ của mình nên đã cố gắng tạo cơ hội cho họ quay lại với nhau. Trước đây, công ty ngữ dịch thiên hạ của Tiêu Nhất Thành nhờ một đoạn video nổi tiếng đã hồi sinh từ bờ vực. Với sự hỗ trợ của họ, uy tín trước đây bị trình diệu làm hỏng đã được phục hồi hoàn toàn. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thành tận dụng cơ hội này đã quyên góp 500 máy dịch cho các khu vực nghèo khó và còn hợp tác với quỹ giáo dục quyên góp 3% lợi nhuận hàng năm cho họ. Trên mạng cũng đã xuất hiện khẩu hiệu ủng hộ hàng quốc nội có lương tâm. Có các bài phân tích chỉ ra rằng công nghệ của Ngữ Dịch Thiên Hạ là mạnh nhất trong ngành. Tóm lại, máy dịch của Ngữ Dịch Thiên Hạ bán chạy đến mức đơn hàng xếp hàng đến 10 tháng sau. Lâm Tây cũng tận dụng cơ hội này để lại tìm ông Tôn và thuyết phục ông đầu tư vào Ngữ Dịch Thiên Hạ. Vì vậy, ông Tôn đã đến thăm và không chỉ bỏ qua yêu cầu quyền phủ quyết trước đó, mà còn để quyết định số tiền và điều kiện đầu tư cho Tiêu Nhất Thành. Thái độ từ kiêu ngạo rồi trở nên cung kính khiến Tiêu Nhất Thành cảm thấy hoang mang. Ông Tôn thì bày tỏ rằng mình tin tưởng vào quan điểm của Lâm Tây ban đầu ông tôn bị mời uống trà do liên quan đến một vụ án kinh tế và mọi người trong giới đều nghĩ rằng ông ấy đã xong đời trong nội bộ đầu tư kính cách cũng xảy ra xung đột nhưng lâm tây đã ở bên cạnh và giúp vợ ông tôn vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất chỉ có cô tin vào sự trong sạch của ông tôn vì vậy đó là lý do mà ông tôn và lâm tây có mối quan hệ tốt đẹp tiêu nhất thành hiểu ra và chấp nhận khoản đầu tư từ ông tôn sau đó tiêu nhất thành tìm đến lâm tây để cảm ơn và cho cô tự do đưa ra bất kỳ yêu cầu nào Lâm Tây nhìn xung quanh và bất ngờ phát hiện có một quầy bán kẹo hồ lô không xa. Tiêu Nhất Thành hiểu ra, tất cả những thứ này, tôi mua hết. Khi Tiêu Nhất Thành mua kẹo hồ lô về, Lâm Tây đã biến mất không dấu vết, khiến anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Đông Hân thấy anh mang về một đống kẹo hồ lô, cảm thấy anh hơi nản trí. Mắng anh như vậy đã định từ bỏ. Nếu anh và Lâm Tây tái ngộ sau 8 năm chia tay và anh phát hiện ra cô ấy đã kết hôn, thậm chí có một đứa trẻ to như Peter, dù anh có yêu cô ấy đến mấy, anh có muốn trở thành kẻ thứ ba không tiêu nhất thành phản kháng rằng cô ấy chưa kết hôn thậm chí còn không có bạn trai đông hân tuyên bố cô ấy không có anh thì có sao anh có thể ngu ngốc thế nhỉ đông hân biết rằng với cái đầu cứng ngắc của tiêu nhất thành muốn anh làm rõ mọi chuyện còn khó hơn lên trời nên cô đã tự mình ra tay giả vờ hợp tác để đưa cô ấy đến trường học của con trai mình tạo cơ hội cho cả hai lâm tây vô tình bị chật chân trong sự kiện dành cho phụ huynh và học sinh nhưng người yêu cũ đã có gia đình của cô lại không ngần ngại ngay lập tức ôm cô vào lòng khiến trái tim cô đầy cảm xúc khó quên lâm tây xin lỗi khiến các họ thua cuộc rồi tiêu nhất thành an ủi đó chỉ là một trò chơi thôi mà sau khi đưa người yêu cũ về nhà dù bị chật chân cô vẫn muốn cố gắng lái xe về nhưng người yêu cũ thấy cô thậm chí còn khó khăn khi đi bộ nên đã không nói lời nào bế cô về nhà nhưng không ngờ peter con trai tiêu nhất thành lại vô tình gặp bạn học và mở ra một cuộc đối thoại thú vị đây là bố tôi chào chú người bố của bạn đang ôm không phải là mẹ bạn đúng không đó là bạn của bố tôi bạn của bố cũng cần phải ôm sao điều khiến lâm tây cảm thấy không biết làm thế nào là khi tiêu nhất thành ôm cô về nhà và đông hân vợ chính thức của anh lại vô tình chứng kiến lâm tây vội vàng muốn giải thích nhưng đông hân lại bất ngờ thể hiện sự quan tâm đủ cợt cố tình làm rắc rối còn giải thích làm gì nữa các bạn ăn ý quá người khác mới nhầm cô là mẹ mới lâm tây thực sự xin lỗi Đông Hân cho rằng cô mới là người cần xin lỗi, đã nhờ Lâm Tây thay mặt khiến cô bị thương. Tiêu Nhất Thành nói Đông Hân có thể đi được rồi. Lâm Tây đáp người cần đi là tôi. Tổng Giám đốc Lâm, cô có hiểu lầm gì không? Tiêu Nhất Thành chỉ là cha nuôi của Peter. Thật là tốt, cuối cùng hiểu lầm cũng được giải quyết. Lâm Tây cảm thấy rất ngượng ngùng. Tiêu Nhất Thành mời cô ăn cơm và nói chuyện công việc. Nhìn thấy bàn ăn đầy món do người yêu cũ nấu, Lâm Tây nhớ lại ngày Tiêu Nhất Thành tỏ tình. Lúc đó cô thích ăn cay, nhưng anh lại không thể chịu đựng được một chút cay nào, thậm chí không dám nói lời tỏ tình. Cho đến khi cô nghĩ ra một cách để phá vỡ bế tắc. Anh có bạn gái chưa? Chưa. Không lạ gì anh rảnh rỗi thế. Tôi giới thiệu cho anh một người đi và thế là Lâm Tây bước ra ngoài cửa hàng, nhưng rất nhanh cô lại quay trở lại một mình. Ngồi xuống và tự giới thiệu, Tiêu Nhất Thành ngay lập tức hiểu ra, hóa ra đối phương cũng thích mình. Nhưng vào thời khắc quan trọng, bụng anh lại đau. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Lâm Tây, cô đợi tôi. Đừng đi, tôi thích cô và kỷ niệm kết thúc ở đó. Giờ đây, người không thể ăn cay lại trở thành chính mình, Lâm Tây cảm thấy có chút mỉa mai. Lúc này, bạn học Trần Tiêu đến thăm, Lâm Tây thấy cô ta liền thay đổi sắc mặt và đứng dậy bỏ đi, thậm chí còn ghét người yêu cũ. Ngược lại, Tiêu Nhất Thành lại có vẻ hài lòng. Lâm Tây cất lời Tiêu tổng, trên lầu vẫn còn người chờ anh đấy, Tiêu Nhất Thành đáp lại cũng phải xem xét thứ tự đến trước sau chứ nhỉ. Khi trở về Tiêu Nhất Thành không để tâm đến Trần Tiêu và vội vàng giải thích với Lâm Tây. Anh nghĩ cô ấy có cảm giác với mình, vì vậy anh muốn cô ấy nhìn nhận tình cảm của mình. Người đàn ông đã chia tay nhiều năm và vẫn độc thân, khi bạn gái cũ phát hiện, vào đêm hôm đó thức dậy, cô thấy anh ta ngồi bên cạnh giường mình. Lâm Tây nghi ngờ mình vẫn đang mơ, vì vậy cô đã chạm vào anh, cảm giác cảm ứng trên tay cô rất thực. Tiêu Nhất Thành nghe thế liền muốn cho cô trải nghiệm thực sự hơn, nhưng không ngờ, đúng lúc quan trọng nhất, bụng Lâm Tây đột nhiên đau dữ dội, cô lập tức ngã xuống giường. Khi cô lại đứng dậy thì trời đã sáng người yêu cũ đã không còn đâu nữa. Hóa ra, mọi chuyện trước đó chỉ là giấc mơ đẹp, nhưng cơn đau bụng thì thật sự. Hôm qua cô ăn một vài miếng cay với người yêu cũ, hôm nay bụng cô đau đến nỗi phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dù đến công ty, bụng cô vẫn rất khó chịu. Đồng nghiệp Phương Thiên thấy vậy liền hỏi cô sao lại làm cho bản thân mình trở nên như vậy. Trong khi đó, Tiêu Nhất Thành đang thảo luận với công ty môi giới về một số hợp tác liên quan đến việc niêm yết. Đối tác giới thiệu cho anh một số đội ngũ phiên dịch, mỗi đội đều đưa ra mức hoa hồng không hề nhỏ tuy nhiên tiêu nhất thành không phải là người ăn hối lộ nên đã từ chối hợp tác ngay tại chỗ và đăng thông tin tuyển thầu trực tiếp trên mạng vương thiên thấy thông tin trên mạng liền vội vàng thông báo cho lâm tây vì vậy toàn bộ nhân viên bộ phận khách hàng lớn đều bắt đầu hành động lâm tây thậm chí còn yêu cầu trưởng phòng trưng cử các nhân viên xuất sắc từ các bộ phận khác đến hỗ trợ để họ có thể thành công giành được dự án phiên dịch cho ngữ dịch thiên hạ sau cuộc họp vương thiên bày tỏ lo lắng và khuyên lâm tây nên đi bệnh viện kiểm tra bụng nhưng cô lại không coi trọng, cho rằng chỉ cần chịu đựng một chút là qua. Vương Thiên rất lo lắng, nên đã hỏi Tiêu Nhất Thành liệu anh có mời Lâm Tây đi ăn không? Phải, cô ấy không thể ăn cay. Kể từ khi vào làm việc tại Hoa Thanh, cô ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ để đảm bảo tình trạng tốt nhất cho ngày hôm sau. Sau khi biết rằng Lâm Tây vẫn chưa khỏi viêm dạ dày và cô ấy đang bận rộn chuẩn bị hồ sơ thầu cho ngữ dịch thiên hạ, không hề muốn nghỉ ngơi, Tiêu Nhất Thành lập tức lo lắng. Anh vội vàng cầm áo khoác và đi thẳng đến công ty Hoa Thanh, không còn tâm trí để lo lắng cho công việc của công ty mình. Nhưng khi anh đến dưới tòa nhà Hoa Thanh và muốn Lâm Tây xuống để đưa cô đến bệnh viện, Lâm Tây lại bảo anh lên nếu có việc. Kết quả, khi Tiêu Nhất Thành lên đến nơi, anh hoàn toàn ngỡ ngàng vì Lâm Tây không có ý định nói chuyện riêng với anh. May mắn, trưởng phòng Trương có việc đột xuất, không nói chuyện được lâu và sớm xin phép rời đi. Tiêu Nhất Thành yêu cầu cô với mình đến bệnh viện, nhưng lại bị cắt ngang trong cuộc họp lát nữa cô cũng phải tham dự. Cô xin lỗi Tiêu Tổng, vì còn một cuộc họp nữa hẹn anh lần sau. Tiêu nhất thành lại một lần nữa ngỡ ngàng, nhưng anh không dễ dàng từ bỏ, định chờ cô kết thúc công việc sau đó mới nói chuyện. Tuy nhiên, đồng nghiệp công ty bất ngờ gọi điện, nói rằng hội đồng quản trị muốn lấy cớ việc từ chối công ty môi giới để trách mắng anh. Vì vậy, anh đành phải vội vã quay trở lại công ty, trước mặt một nhóm giám đốc, anh phát lại bản ghi âm để chứng minh, quản lý của công ty môi giới có hành vi không chính trực. Bây giờ công ty môi giới không còn nữa, ai sẽ làm danh mục nhà cung cấp ai cũng trốn tránh, Tiêu Nhất Thành tuyên bố vậy thì để tôi làm. Đông Hân tham gia bây giờ là giai đoạn quan trọng của phiên bản 2.0, làm sao anh có thời gian cho việc này? Tiêu Nhất Thành kiên quyết nếu có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm. Người đàn ông phát hiện ra rằng bạn gái cũ sau 8 năm chia tay vẫn còn tình cảm với mình. Anh bắt đầu nuôi hy vọng tái hợp, nhưng ngay khi lời tỏ tình vừa được thốt ra, bạn gái cũ đã từ chối anh. Anh thực sự trở nên tốt hơn, nhưng đó không đủ để làm tôi yêu anh lần nữa. Xin lỗi Lâm Tây nói xong, cô đã rời đi không thương tiếc. Không ngờ, Tiêu Nhất Thành lại không nản lòng vì anh biết bạn gái cũ nói một đằng nghĩ một nẻo, sẵn lòng chờ đợi cô nhìn nhận tình cảm của mình. Phải nói, kiểu đàn ông si tình như vậy thật hiếm thấy. Trước đó biết rằng bạn gái cũ bị viêm dạ dày chưa khỏi, anh đã chạy đến hiệu thuốc, mua một loạt thuốc dạ dày. Người bán còn tận tình tặng thêm một hộp thuốc trị bệnh trĩ. Mua đủ 300 sẽ được tặng, không lấy thì phí. Sau đó, Tiêu Nhất Thành ngượng ngùng không dám đến nhà, nên nhờ người giao hàng nhanh giúp đưa. Lâm Tây không biết ai gửi nên không dám uống bừa. Cô hỏi trong nhóm công ty. Đồng nghiệp và cùng phòng trọ trình diệu mở túi ra, phát hiện có hộp thuốc trị bệnh trĩ, thật sự rất ngạc nhiên. Cô này có bệnh trĩ à? Có gì không thể nói chứ? Lâm Tây không thể giải thích sự việc này. Vương Thiên bị Tiêu Nhất Thành gọi đến để hỏi về những gì khác biệt giữa Lâm Tây bây giờ và cách đây 8 năm, ngoại trừ việc cô không ăn ớt. Vương Thiên kể những gì anh biết, thấy tin nhắn trong nhóm liền hỏi Tiêu Nhất Thành, liệu có phải anh đã gửi thuốc cho lâm tây không ngờ tiêu nhất thành lại không nhận khiến vương thiên bất ngờ vì thế anh vội vàng liên hệ với lâm tây nói rằng thuốc có thể có vấn đề ba năm trước tại triển lãm kiến trúc một công ty đã can thiệp vào thuốc cảm của lâm tây để cạnh tranh hiện tại ngữ dịch thiên hạ đang trong giai đoạn quan trọng của việc đấu thầu niêm yết rất có thể lại có người muốn hại cô tiêu nhất thành nghe thấy và không thể ngồi yên vội cướp lấy điện thoại và thừa nhận mình là người gửi thuốc vương thiên ngạc nhiên không hiểu là anh gửi thuốc, tại sao anh lại không dám thừa nhận? Tiêu Nhất Thành không nói gì, còn Lâm Tây thì chạy đến phòng khách. Cô lấy lại thuốc dạ dày từ thùng rác. Trình Diệu thắc mắc cô không sợ bị đầu độc à. Lâm Tây giải thích một người bạn gửi đấy đã gửi cho cô ấy. Sau đó, trở lại phòng, Lâm Tây lấy ra một hộp, bên trong chứa tất cả quà Tiêu Nhất Thành tặng cô lúc yêu nhau. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ và ngọt ngào, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như xưa. Không ngờ, khi đặt quà xuống và đến ban công, cô bất ngờ phát hiện tiêu nhất thành đang đứng dưới nhà mình và vội vã xuống gặp anh nhưng sau khi anh tỏ tình cô lại đắn đo nhiều điều lúc đó để anh đi nước ngoài lời cô nói còn khó nghe làm sao thêm vào đó quan hệ công việc của họ bây giờ họ có quá nhiều điều không chắc chắn lâm tây đã từ chối người đàn ông vừa tỏ tình với bạn gái cũ nhưng bị từ chối không ngờ lại phát hiện có người đàn ông khác ở nhà cô trong nhà tắm còn có một cặp bàn chải và ly đôi anh ta không thể chịu đựng được và hỏi câu hỏi trong lòng sao trình diệu lại ở đây khi biết anh ấy là cháu ngoại của bà lý và họ là bạn cùng phòng người đàn ông lập tức vui vẻ lên nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác với trình diệu đặc biệt khi trình diệu tỏ ra sốt ruột muốn đuổi anh đi khi người ta muốn anh đi anh càng không chịu rời đi trình diệu gần như điên tiết và không lâu sau lại bắt đầu một cuộc đấu trí mới với tiêu nhất thành dù lần này tiêu nhất thành hơi thua kém nhưng anh không quan tâm đứa trẻ như trình diệu có thể có bao nhiêu sức cạnh tranh tuy nhiên có một câu nói rất đúng người chỉ huy dành trăm trận thắng không coi thường địch trong chiến lược nhưng phải coi trọng đối thủ trong chiến thuật anh đang tìm hiểu thông tin về trình diệu à đó gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nói cho dễ hiểu anh ta đang theo đuổi lâm tây đã vào phòng vào nhà sống cùng nhau rồi tiêu nhất thành cho rằng họ chỉ là bạn cùng phòng thôi đông hân theo một nghiên cứu từ hướng dẫn tình yêu ở nước ngoài phụ nữ thành công thường dễ dàng rung động trước đàn ông trẻ hơn sau đó hai người nói chuyện công việc khi đi ngủ Peter làm ẩm ý đòi ăn kem và không chịu ngủ. Tuy nhiên, anh có vấn đề với đường hô hấp, bác sĩ đông y nhắc nhở phải kiêng kem, nên Đông Hân kiên quyết không mua cho anh. Không ngờ, ngày hôm sau Peter đã biến mất. Đông Hân đến tìm Tiêu Nhất Thành để giúp đỡ, và họ vội vã đến trường. Bảo vệ nói rằng theo giám sát camera thì một phụ nữ trẻ đã đưa Peter đi, và Peter cũng biết cô ta. Đông Hân không tin, nhưng khi phóng to hình ảnh giám sát thì thấy Peter đã gọi điện cho Lâm Tây nói rằng mẹ không có thời gian đến đón nhờ cô đưa anh đi ăn kem họ nhanh chóng đến chỗ lâm tây và peter quả thật lâm tây đã bị cậu bé lừa cậu bé có vấn đề với đường hô hấp không được phép ăn kem cậu bé xin lỗi lâm tây và bố nuôi hứa lần sau sẽ không nói dối như vậy nữa lâm tây cũng nhanh chóng tha thứ cho cậu bé giữa đêm khuya lâm tây vẫn mở mắt đến mức gần như không nhìn thấy gì cố gắng viết báo cáo dự án trình diệu thấy rất xót xa khuyên cô nên đi ngủ ngay lập tức đã nửa đêm rồi ngủ đi tôi sẽ đếm đến ba. Trình Diệu hoàn toàn bất ngờ, không ngờ cô ấy lại nói lại y hệt anh. Cuối cùng, anh ta đành phải sử dụng biện pháp mạnh, không cho cô tiếp tục nhìn máy tính. Nhưng cô ấy giận dữ, liếc anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh, giật lại máy tính và tiếp tục làm việc trong phòng của mình. Trình Diệu cuối cùng nhận ra mình không có quyền yêu cầu cô làm gì. Đúng lúc, bà cô bước ra khỏi phòng khách và dạy anh một số kỹ năng thực tế để theo đuổi phụ nữ. Ngày hôm sau, khi Lâm Tây thức dậy, cô thấy bàn ăn đầy áp bữa sáng xin lỗi mà trình diệu đã chuẩn bị với rất nhiều món ngon dành cho lâm tây nhưng dù trình diệu ân cần đến mấy cũng định sẽ vô ích vì người yêu cũ tiêu nhất thành cũng đang cố gắng ân cần với lâm tây thấy cô lo lắng cho cuộc họp thầu của ngữ dịch thiên hạ vào ngày mai anh đã mời cô đi ăn tối cùng nhưng không ngờ lâm tây lại nói rằng cô đã ăn rồi và còn hỏi anh rằng liệu peter có bị đánh không sau khi về nhà hôm đó tuy nhiên cô không hề đề cập đến việc tiêu nhất thành bất ngờ hôn cô lúc đó cửa hàng đang tổ chức kỷ niệm 3 năm, có trò chơi hôn nhân cho các cặp đôi, nếu hoàn thành sẽ nhận được kem miễn phí. Nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu với khách hàng khác, Tiêu Nhất Thành liền mạnh dạn hôn lên trán Lâm Tây. Cô hoàn toàn sững sờ, dù biết anh đang lợi dụng cơ hội, nhưng cô không quá để tâm. Dựa vào phản ứng của Lâm Tây với sự việc đó, Trình Diệu không còn cơ hội nào nữa và Lâm Tây còn dự định giới thiệu một bác sĩ đông y chuyên về nhi khoa cho Đông Hân. Tiêu Nhất Thành cũng nhân dịp Đông Hân ly hôn, bày tỏ rằng những người sai lầm khi ở bên nhau chỉ mang lại đau khổ lẫn nhau còn những người đúng đắn dù có chia cắt bao lâu cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau lâm tây biết ý anh nhưng không dám phản hồi và chỉ muốn nhanh chóng rời đi không ngờ cô lại bị chật vai tiêu nhất thành xoa bóp vài cái cảm thấy vai cô cứng như đá anh quay đầu và đưa cô đến làm yoga trong lúc đó anh kể về việc sau khi chia tay đã đi học ở mỹ lúc ấy tiêu nhất thành mất ngủ cả đêm đi bộ trên đường vào nửa đêm và tình cờ thấy một phòng tập yoga nên đã thử với tư duy đánh chết cũng phải thử. Không ngờ lại khá hiệu quả. Lâm Tây tưởng tượng anh làm yoga và cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi, không dám hỏi nguyên nhân mất ngủ của anh. Cô không ngờ mình đã ngủ thiếp đi. Sớm thôi, ngữ dịch thiên hạ tổ chức cuộc họp thầu. Đề xuất giá một triệu tệ của Lâm Tây khiến các giám đốc cho rằng đắt đỏ, thậm chí còn có giám đốc cố tình tìm chuyện. Ông Tôn không kiềm chế nổi muốn ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, với tư cách là công ty dịch thuật hàng đầu trong ngành và có trình diệu một chuyên gia dịch thuật ngôn ngữ nhỏ hoa thanh cuối cùng vẫn giành được dự án tại bữa tiệc sau cuộc họp thầu đối thủ thất bại không chịu thua cố tình bôi nhọ mối quan hệ giữa lâm tây và trình diệu trình diệu muốn theo đuổi người chị lớn tuổi ở bên cạnh nhưng không biết rằng bạn trai cũ của cô đang ngồi đối diện vài câu nói xuống cậu ta biến thành người hỗ trợ không mong muốn khi tôi đi nước ngoài thực ra là vì cô ấy cảm thấy tôi không đủ tốt nên đã rời bỏ tôi người bạn hỏi anh vẫn còn yêu bạn gái cũ của mình à trình diệu cắt ngang đừng bao giờ quay lại với người cũ nhé người bạn đáp trả có khi nào lúc chia tay có lý do riêng mà chưa biết đâu anh hãy nhanh chóng đi theo đuổi cô ấy lại có thể cô ấy đang chờ anh đấy khi ra về trình diệu hỏi lâm tây không thấy tiêu tổng này hơi lạ sao anh ấy cứ nói về bạn gái cũ của mình anh ấy có phải muốn qua miệng chúng ta để truyền thông điệp đến tay bạn gái cũ không lâm tây đáp lại khi cô chính là bạn gái cũ của tiêu nhất thành Trình Diệu hoàn toàn sững sờ. Tuy nhiên, thất bại nhỏ này không là gì cả, anh không phải là người dễ dàng từ bỏ. Hôm đó, Tiêu Nhất Thành dự định vào bếp nấu ăn cho Lâm Tây. Khi họ đến chợ, Trình Diệu cũng cố ý theo sát họ. Để gây ấn tượng mạnh mẽ, Tiêu Nhất Thành cố tình nhờ bạn gái cũ giúp đỡ cầm điện thoại. Lâm Tây ngượng ngùng vươn tay lấy, khiến Trình Diệu gần như nổi điên. Do đó, khi Tiêu Nhất Thành lại sử dụng chiêu trò cũ, Trình Diệu quyết định chắn trước mặt Lâm Tây. Tạo ra những hành động khó hiểu, sau đó Tiêu Nhất Thành dẫn con nuôi đến nhà Lâm Tây, anh không may bị thương khi đang cắt rau, làm Lâm Tây lo lắng không thôi. Trình Diệu đến và lập tức hốt hoảng, may mà kịp thời đến để cản trở hai người họ. Nhưng anh vẫn chỉ được xem như người đưa băng keo cá nhân. Bà ở ngoài thốt lên chai tay gái sắc. Trình Diệu cực kỳ sốc, bà cô vội vàng đổi lời khuyên anh chờ đến lúc ăn cơm hãy giúp Lâm Tây bóc vỏ tôm. Cuối cùng anh bóc được nửa bát đặt trước mặt Lâm Tây, nhưng Tiêu Nhất Thành lại lấy mất. Lâm Tây hơi dị ứng với tôm thế là một thế giới đau khổ được tạo ra, trong khi mọi người khác đều ăn vui vẻ. Ngay cả việc chuyển nhà để trở thành hàng xóm với họ, Tiêu Nhất Thành cũng làm chỉ để theo đuổi lại bạn gái cũ. Tần Sa Sa vừa định tỏ tình với người trong mộng bí mật suốt 10 năm, không ngờ lại bị một cuộc điện thoại bất ngờ làm tan vỡ mọi ảo mộng. Biết người kia hỏi nói chuyện với cô gái khác về chuyện cưới xin, cô cảm thấy vô cùng đau khổ, dù biết trước là mình thích anh ta, nhưng tại sao lại trở thành thế này. Dù bụng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng đi về nhà một mình ngồi trên giường khách sạn, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngày hôm sau, mắt cô sưng vì khóc, nhưng sau khi công tác trở về, Lâm Tây tổ chức tiệc mừng cho họ, cô vẫn tham dự như thường và hỏi về tiến độ dự án niêm yết của ngữ dịch thiên hạ. Lâm Tây thẳng thắn nói rằng các công ty dịch thuật đều ngang tài ngang sức, nhưng họ thua ở chỗ không hiểu được tham vọng của Tiêu Nhất Thành. Anh ấy muốn làm nhiều hơn là chỉ là một máy dịch. Mọi người nghe xong mới sáng tỏ. Không trách được tại sao Hoa Thanh với báo giá cao nhất lại có thể nhận được đơn hàng và khi vương thiên chuẩn bị đặt thêm món trần văn cũng tìm cơ hội theo sau nhờ anh giúp đỡ nói lời tốt với lâm tây hóa ra cô ấy khi đó vẫn chỉ là một thực tập sinh thái độ làm việc có vấn đề đã nhiều lần mắc phải những sai lầm cơ bản lần này cô ấy đã dịch sai các từ tiếng chung khiến lâm tây vô cùng tức giận lâm tây đã mắng cô ấy một trận ngay tại chỗ thậm chí còn yêu cầu bộ phận tài chính trừ đi hiệu suất làm việc của cô trong tháng này trần văn cảm thấy vô cùng sốc lương của cô không cao trả xong tiền nhà thì chỉ còn chờ tiền hiệu suất để sống qua ngày giờ tất cả đều bị trừ cô ấy phải sống thế nào trong cơn tức giận cô ấy đã trả thù lâm tây bằng cách xóa bỏ các email quan trọng trong máy tính của cô bây giờ lại muốn vương thiên đi năn nỉ lâm tây thấy cô ấy nói chuyện đáng thương vương thiên không khỏi mềm lòng khi lâm tây biết được hoàn cảnh của trần văn cũng không còn ý định tính toán nữa cô ta kiểm tra alipay cả bữa sáng trưa và tối trong tháng này đều do lâm tây trả tiền dặn anh đừng nói rằng đó là do cô sắp xếp. Cô ấy nỗ lực duy trì hình tượng của một xếp phù thủy, nhưng việc Tiêu Nhất Thành chuyển đến làm hàng xóm luôn khiến cô ấy mệt mỏi trong việc đối phó. Đầu tiên là Tiêu Nhất Thành, sử dụng vị trí của một ông chủ, bắt buộc cô ấy giúp dọn dẹp phòng và giải thích việc chuyển đến đây là do môi trường tốt và gần công ty. Căn hộ dịch vụ kiểu khách sạn không phải là giải pháp lâu dài. Lâm Tây lập tức không còn lời nào để nói, bắt đầu sắp xếp giường cho đối phương. Ai ngờ Tiêu Nhất Thành đột nhiên đi đến từ phía sau, một cái quay người khiến cô ấy hoảng sợ ngã xuống giường kéo cả anh ta xuống theo hai người như vậy nhìn nhau không nói một lời sau khi đứng dậy nhìn thấy tiêu nhất thành đang ôm một con thú nhồi bông trong vòng tay lâm tây cảm thấy lòng mình dối bời bởi vì đó là món đồ chơi mà hai người đã mua khi họ yêu nhau cô ấy đã tặng món quà cho người kia không ngờ anh ta vẫn luôn giữ gìn nó còn nhớ nó chứ còn con thú nhồi bông của cô đâu rồi lâm tây ngại ngùng rời đi trước người đàn ông vì muốn quay lại với bạn gái cũ thực sự đã vắt óc nghĩ ra đủ trò. Đối thủ tình trường thấy mà không chịu nổi. Tiêu Nhất Thành, được gọi là chàng trai trà xanh, thực sự rất trà xanh. Một ngày, đồng nghiệp trong phòng yêu cầu Lâm Tây giúp đỡ chăm sóc chú chó con vài ngày. Người đàn ông trà xanh thấy vậy liền lợi dụng cơ hội, tự nguyện dùng nhà mình làm nơi nuôi chó, nhưng yêu cầu bạn gái cũ mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối qua chăm sóc chó. Sáng hôm sau, anh ta xịt nước hoa lên người, ăn xong bữa sáng rồi đứng chờ trước cửa nhà Lâm Tây, có muốn cùng nhau đi làm không? đi chung đường. Tuy nhiên, Lâm Tây đã từ chối lời đề nghị tốt đẹp của anh ta, tự lái xe đến công ty. Tiêu Nhất Thành dẫn đồng nghiệp trong công ty giới thiệu về công việc họ sẽ hoàn thành tiếp theo, cũng như trình bày sản phẩm khác mà công ty sẽ ra mắt. Trong quá trình tham quan ngữ dịch thiên hạ, Lâm Tây bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh, ảnh chụp người yêu cũ của cô ở nước ngoài đã giành giải thưởng. Cô không thể quên được những ký ức xưa cũ, đứng đó không thể bước đi. Tiêu Nhất Thành cũng lợi dụng cơ hội để giới thiệu về câu chuyện đằng sau bức ảnh này. Khiến Lâm Tây cảm thấy rất xúc động. Lâm Tây cho rằng đi nước ngoài là quyết định đúng đắn nhất của anh, tiêu nhất thành đáp cũng là điều đau khổ nhất. Trái tim Lâm Tây vốn đang cố gắng bình tĩnh lại một lần nữa bị lay động. Sau khi tham quan hoàn tất, nhóm của Lâm Tây nhận được nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên, dịch website đa ngôn ngữ cho ngữ dịch thiên hạ. Tuy nhiên, Lâm Tây không thể nghĩ ra một slogan tiếng Anh phù hợp. Trình Diệu không khỏi nghi ngờ rằng Tiêu Nhất Thành cố tình gây khó dễ. Cô có bao giờ nghĩ rằng Tiêu Nhất Thành cố tình làm khó cô không? là Tiêu Nhất Thành muốn cô phải nhượng bộ và sau đó hai người có thể làm lành với nhau không? Phía sau bàn tán về người khác là biểu hiện của sự trẻ con. Đúng rồi Lâm Tây, sắp đến 10 giờ rồi, cô có thể qua đây xử lý chút việc riêng của mình. Trình Diệu nghe xong liền vội vàng lo lắng, nhưng hóa ra việc riêng chỉ là việc cho chó ăn. Có thể nói rằng Tiêu Nhất Thành quá trà xanh, biết rõ lời nào có thể chọc trúng tim đen của Trình Diệu. Tiêu Nhất Thành, tôi có thể tắm ở nhà anh không? Lâm Tây giải thích cô nói chó, cứ ở đây ngoan ngoãn nhé. Chúng ta đi tắm thơm thơm. Đồ đạc chưa mang theo, không trách cứ người gần rơm lâu ngày cũng cháy, cứ thế này tiếp tục, việc xuất hiện tia lửa chỉ là sớm muộn. Đến lúc đó Trình Diệu không cần nói đến việc theo đuổi Lâm Tây nữa, ngay cả chàng trai trà xanh cũng không còn cơ hội nếm một miếng nóng hổi. Ngày hôm sau, để chọn một slogan phù hợp, Lâm Tây đã đến trường đại học để xin ý kiến của giáo sư. Người này kể cho cô nghe câu chuyện về khi gia nhập vào Trung Quốc, làm cô có được không ít ý tưởng. Nhưng cụ thể đến sản phẩm máy dịch của ngữ dịch thiên hạ cô vẫn chưa có một manh mối nào. Vì vậy cô chạy đến ngữ dịch thiên hạ để tìm cảm hứng, một công ty do Tiêu Nhất Thành tự mình thành lập sắp sửa niêm yết. Đúng vào thời điểm quan trọng, công ty lại bị người khác bôi nhọ qua một bài đăng trên mạng. Bài viết này đã nói rõ rằng máy dịch của công nghệ ngữ dịch thiên hạ không thể đạt được tốc độ dịch máy 0.3 giây và độ chính xác 99,7%. Lý do tại sao trong buổi họp báo không có lỗi lầm nào được phát hiện là bởi vì có phiên dịch viên đã dịch trước. Tin đồn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và không ít người bắt đầu trả hàng theo phong trào. Các cấp cao trong công ty, bao gồm cả Đông Hân, thậm chí muốn đẩy Lâm Tây ra làm bia đỡ đạn vì người đăng bài là một nhân viên đã bị cô sa thải một năm trước. Lâm Tây cũng cảm thấy rằng việc mình chịu trách nhiệm là cách giải quyết tốt nhất. Đẩy cô ra trước để chịu trách nhiệm, từ góc độ lý trí, đó là một chiến lược tốt. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thành chắc chắn sẽ không làm như vậy. Trước đó, Đông Hân đã cho Lâm Tây xem video của anh ấy giành giải thưởng tại cuộc thi máy tính khi ở Hoa Kỳ. Lúc đó, Tiêu Nhất Thành bày tỏ rằng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, người Trung Quốc có rất nhiều tiềm năng. Lời nói này đã truyền cảm hứng cho Lâm Tây và cô ấy cuối cùng đã nghĩ ra slogan cho máy dịch của ngữ dịch Thiên Hạ về tất cả mọi thứ liên quan đến Trung Quốc. Mọi người khi nhìn thấy đều rất hài lòng. Tuy nhiên, slogan này lại khiến đối thủ cạnh tranh, công ty T. Long An, cảm thấy hoảng sợ. Vì thế, xếp phương của công ty ngữ dịch khác đã yêu cầu giám đốc bao quản lý của công ty trung gian, đi làm xấu đi ngữ dịch thiên hạ. Trước đó, sau khi bị tiêu nhất thành loại khỏi vị trí đại lý niêm yết, giám đốc bao luôn giữ mối hận trong lòng. Do đó, anh ta liên lạc với Lisa, nhân viên của Hoa Thanh từng bị Lâm Tây sa thải, yêu cầu cô ta phát tán tin đồn trên mạng. Nhờ vậy, Xếp Vương đã giành được đơn hàng dịch thuật cho Tê Long An khi hãng này vào thị trường Trung Quốc. Khi Đông Hân thấy bài đăng phanh phui, cô ấy suýt nữa đã điên lên vì tức giận. Để giải quyết cuộc khủng hoảng dư luận lần này, Đông Hân đã yêu cầu Tiêu Nhất Thành liên hệ với Trần Tiêu, nhờ cô viết một bài viết ủng hộ và Lâm Tây cũng viết một bài đăng trên trang cá nhân của một kênh truyền thông công nghệ quen thuộc. Hai bài viết này đã cùng nhau tạo ra hiệu ứng lớn, cuối cùng đã thay đổi quan điểm của khoảng 3 phần 10 người dùng mạng. Tiêu Nhất Thành nhận ra phong cách viết của Lâm Tây trong bài báo đó, vì vậy anh đã đặc biệt chờ cô trên ban công. Khi thấy Lâm Tây trở về, anh vội chạy xuống cửa, giả vờ như vừa về nhà và tình cờ gặp nhau. Tiêu Nhất Thành đã lợi dụng việc nuôi chó tại nhà mình để dụ Lâm Tây đến. Sau khi cô ấy cho chó ăn xong, anh bày tỏ mình gặp phải chuyện lớn và hỏi cô ấy có điều gì muốn nói với mình không. Tuy nhiên, Lâm Tây luôn tránh né chuyện tình cảm cá nhân, lời nói của cô đều xoay quanh việc Hoa Thanh có thể hợp tác với ngữ dịch thiên hạ để loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, Tiêu Nhất Thành thất vọng và quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Hóa ra trong lòng cô, tôi chỉ là một khách hàng, cô không cần lo lắng cho tôi, cũng không buồn vì tôi, Lâm Tây giải thích không phải đâu, Tiêu Nhất Thành, thực ra tôi cũng. Khi thấy vai đối phương không ngừng giật giật lên, Lâm Tây lập tức hiểu rằng mình đã bị lừa. Những lời sau đó cô không thể nói ra được, chỉ có thể nói rằng diễn xuất của Tiêu Nhất Thành quá tệ, phí hoài cơ hội này. Lúc này, Vương Thiên đến tìm Lâm Tây, thấy cô và Tiêu Nhất Thành ở cùng một phòng, liền có suy đoán. Hai người sống chung với nhau à và còn nuôi một con chó nữa. Đó là chó của Lăng Phong, tạm thời gửi ở đây. Vương Thiên mặt đầy không tin, vội vàng tìm cớ rời đi còn Lâm Tây để lại một câu Lăng Phong sẽ trở lại ngày mai, lúc đó sẽ đưa chó đi, sau đó cũng theo sau rời đi. Ngày hôm sau, để giúp Tiêu Nhất Thành vượt qua khó khăn, Lâm Tây nghĩ ra ý tưởng dùng ma thuật để đánh bại ma thuật, nhằm làm sáng tỏ cáo buộc do Hoa Thanh và Ngữ Dịch Thiên Hạ hợp tác làm giả. Đề xuất tổ chức một buổi họp báo khác, mời các chuyên gia hàng đầu trong ngành đến chứng thực. Tuy nhiên, họ đã tìm một người rồi lại một người, cuối cùng vẫn không thành công. Lâm Tây mắng Tiêu Nhất Thành sao anh trông không hề lo lắng chút nào. Tiêu nhất thành đáp trả rằng chưa đến ngõ cụt. Lâm Tây giải thích đây là máy dịch anh đã mất 8 năm để nghiên cứu, giờ bị người khác nói là không đáng một xu, và nó còn có thể ảnh hưởng đến việc niêm yết, thậm chí anh có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.